giám mục con tum bị công kích chỉ vì đưa thông tin khách quan đã lộ rõ bộ mặt xấu xa của những kẻ lợi dụng tôn giáo để chống phá. Ngày 29 tháng 1, ngay thời điểm trước Tết Nguyên đán, một sự việc đau lòng xảy ra tại xã Sa Long, huyện Ngọc Hồi, Con Tum. Linh mục Trần Ngọc Thanh trong khi làm lễ đã bị một người sát hại. Kẻ thủ ác là Nguyễn Văn Kiên sinh sống tại xã Sa Long, nhanh chóng bị giáo dân bắt, giao nộp cho cơ quan công an. Lực lượng công an đã khởi tố đối tượng tội giết người. Tuy nhiên, ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhiều đài phản động như đài FA, Việt Tân, BBC và các đối tượng chống đối theo công giáo như luật sư Lê Công Định, JB Nguyên Hữu Vinh, Thảo Teresa lại vu cáo có bàn tay của chính quyền. Sau vụ việc này, trang Việt Tân trích nguồn tin từ một người thân cận với cha kể lại hung thủ là một người bình thường, không bị điên, càng không ngáo đá, nói nó ngáo đá đó là tin tức địa đặt, sai sự thật. Từ lúc hắn ta chia tay vợ, thì thường lui tới chơi với những công an viên xã ls lê công định thì lập lờ có bàn tay lông lá phía sau vụ việc rồi các giản phụ họa bắt đầu đơm đặt gắn vụ án với tình trạng vi phạm tự do tôn giáo ở các tỉnh tây nguyên hai nhất là nguyễn đình thắng siêu lửa kiêm giám đốc bps lên đài rfa liên hệ vụ án với tình trạng dư luận viên nhắm vào các vị lãnh đạo tôn giáo không phục tùng chính quyền có thể dẫn đến bạo lực sự việc giám mục aloycio nguyễn hùng vị giám mục giáo phận con tum đến viếng linh mục xấu số và thăm gia đình kẻ thù ác để tìm hiểu nguyên nhân ban đầu đưa ra thông tin khách quan trong thư chung gửi giáo dân ngày 4 tháng 2, khẳng định đối tượng là một người công giáo, không ổn định về tâm lý, có tiền sự bị tâm thần. Giám mục Aloisio Nguyễn Hùng Vị viết, anh Nguyễn Văn Kiên thuộc gia đình công giáo. Cha mẹ anh hiền lành, ngoan đạo. Anh có hai em trai và một em gái. Em gái học nội chú nhà các xoe ua. Tuy nhiên, bản thân anh Kiên thì lơ mơ, không sống đạo. Qua những thông tin có được từ cha mẹ anh Kiên, anh Kiên không phải là người điên, khùng theo cách hiểu thông thường anh vẫn biết làm ruộng, làm dẫy, sửa xe. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, anh có thể nổi điên quậy phá, chửi bới, đập tivi, đánh đập ngay cả người nhà, thậm chí phá bàn thờ gia đình. Anh còn hoang tưởng bị người ta ức hiếp, ngăn cản không cho lấy vợ. Anh quát mắng mẹ anh khi bà phủ nhận lời anh nói như thế. Thông tin chính thống của giám mục về vụ việc là việc làm đúng đắn, kịp thời để chấn an giáo dân các địa phương khác, bác bỏ thông tin xuyên tạc, bịa đặt về vụ việc nhưng thông tin đó dường như làm cho một số kẻ khoác áo tôn giáo chuyên lợi dụng để kích động chống phá không bằng lòng thế là họ quay mũi giáo xúc phạm giáo hội tấn công giám mục giáo phận theo đúng tinh thần kích động hận thù kích động bạo lực một vụ việc mà tất cả giáo dân ở con tum đều biết rõ sự thật nhưng vẫn bị bóp méo đã càng lộ rõ bộ mặt xấu xa mọi người cần phải cảnh giác để xem chi tiết về tin này mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này